Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã xem cái kênh YouTube của Đức. Thì hôm nay Đức muốn làm một cái video để hướng dẫn cho mọi người về khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán thì chúng ta cần để chuẩn bị cái gì. Thì đầu tiên để mọi người đầu tư vào lĩnh vực ở đầy rủi ro này thì mọi người phải chuẩn bị cho mình một cái bộ phương pháp đầu tư. Thì một cái bộ phương pháp đầu tư thì nó bao gồm những cái gì đúng không ạ? Thì trong một cái bộ phương pháp đầu tư các bạn phải có những cái nguyên tắc như sau. Thứ nhất là các bạn phải xác nhận được đáy của thị trường xung. Đáy của thị trường xung với bản chất là cái giai đoạn thị trường chuyển từ cái giai đoạn downtrend sang cái giai đoạn uptrend, đúng không ạ? Cái thứ hai mà các bạn chuẩn bị đó chính là gì ạ? Đó chính là khi mà vào một cái uptrend rồi thì chúng ta mua cổ phiếu nào. Đấy. Thì thông thường thì các bạn có thể sử dụng cả cái lý thuyết về mô hình cổ phiếu, mô hình tích lũy. Thì đây là một trong những cái dạng mô hình, những cái phương pháp mà nó tối ưu nhất cho các bạn khi tham gia thị trường. Bởi vì mô hình là một cái dạng lặp đi lặp lại của cổ phiếu, và chúng ta dựa vào mô hình đó để đánh các cổ phiếu phía sau dựa trên những cái cổ phiếu phía trước. Thì nó mới đúng với bản chất của phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật các bạn hiểu là sự lặp lại của quá khứ, và người ta cho rằng cái tâm lý hành vi của nhà đầu tư trên thị trường là lặp đi lặp lại. Nhớ chưa? Cái thứ ba mọi người phải chú ý đó chính là trong cái bộ phương pháp của các bạn phải có hai cái nguyên tắc bán chính. Thứ nhất là bán cắt lỗ. Bán cắt lỗ thì nó đơn giản là các bạn phải cắt lỗ từ 3 đến 8%. Đấy chưa? Tức là khi mà chúng ta bị lỗ thì chúng ta sẽ cắt lỗ như thế nào. Thì trong cả cái phương pháp đầu tư thành công của các nhà đầu tư thành công ở trên thị trường thì họ sử dụng phương pháp cắt lỗ là 7%. Cái đơn giản là mọi người sẽ thầm ở giai đoạn này đó chính là khi mà lỗ khoảng tầm 10-15% là các bạn không cắt được nữa. Tôi tin chắc các bạn đang xem video này, các bạn một số bạn sẽ lỗ được trên 50% ở giai đoạn vừa rồi. Thì cái quan trọng nhất là các bạn không cắt lỗ 7% thì các bạn mới lỗ nặng như thế, đúng không? Thì đó là cái bài học mà các bạn cần phải ghi nhớ trong cái quá trình đầu tư của mình sau này. Cái nguyên tắc bản số thứ hai của bạn đó chính là bạn chốt lời. Đấy, tức là các bạn phải bạn chốt lời được cổ phiếu khi nó tăng. Đấy. Tức là những cái giai đoạn nào thì chúng ta chỉ đánh ngắn, những cái giai đoạn nào chúng ta đánh dài, những cái giai đoạn nào chúng ta có thể ăn 100%. Đấy, ví dụ như sẵn tới là bọn em sẽ đánh cả chu kỳ ăn 100% này, bởi vì nó là những cái giai đoạn nó thuộc về dạng đáy suy thoái và chúng ta sử dụng cả cái mô hình lớn. Rồi chúng ta cần phải nghiên cứu một cái nữa, đó chính là đỉnh thị trường. Đỉnh thị trường thì chúng ta sử dụng phân phối đỉnh. Phân phối đỉnh là kỹ thuật duy nhất ở trên thị trường ở thời điểm hiện tại có thể xác nhận được đỉnh của thị trường. Các bạn lưu ý nhé, chỉ có nó thôi. Còn các lý thuyết về sóng, các lý thuyết về yếu tố thì gần như nó rất khó để xác nhận đỉnh. Cái quan trọng nhất là các bạn phải biết được cả cái big boy, cả cái tổ chức họ thoát hàng hoặc là cái điểm cân bằng của thị trường. Thì lúc đó bạn mới thoát ra được thị trường, và từ cái đỉnh của thị trường đó chúng ta ở giai đoạn phía sau là chúng ta phải nghỉ. Nó giống như những giai đoạn vừa rồi chúng ta rút ra ngoài và chúng ta nghỉ. Thì các bạn lưu ý cho mình, nó có bao gồm cái gì? Có đáy này. Đáy chúng ta xác nhận bằng cái gì? Bùng nổ theo đà. Mua này, mua cổ phiếu nào, mua dòng nào là dòng dẫn. Đấy, điểm nào thì điểm mua vào. Điểm bán. Đúng không ạ? Bán thì có bán cắt lời, bán chốt lỗ và bán chốt lời và bán cắt lỗ. Và cái cuối cùng nữa là các bạn phải xác định được đỉnh của thị trường. Bởi vì khi chúng ta xác định đỉnh của thị trường rồi, giai đoạn phía sau chúng ta sẽ không đầu tư nữa, và chúng ta đứng ngoài, chúng ta đi du lịch, chúng ta đi chơi. Thì nó cũng là một cái bộ phương pháp mà bọn em đang xây dựng. Đấy. Trong này thì bọn em có bùng nổ theo đà và xác nhận đáy, đỉnh thị trường. Đấy. Cả mô hình này là để phục vụ cho mục đích mua. Đấy. Mô hình. Phương pháp bán thì có bán cắt lỗ và bán chốt lời. Và có một cái điểm quan trọng nữa, đó chính là quản trị danh mục mình phân bổ vốn như thế nào. Đấy. Thì nó mới là một cái bộ phương pháp hoàn chỉnh, và khi đó các bạn mới đầu tư được. Còn nếu mà các bạn
đầu tư mà các bạn không biết cả cái bộ phương pháp, không biết cách xây dựng cho mình một cái bộ phương pháp thì các bạn sẽ lỗ. Đấy là một cái mà các bạn phải xây dựng cho mình và áp dụng triệt để cả cái nguyên tắc mà mình xây dựng đấy. Một số bạn cũng hỏi mình một số cả cái câu hỏi về làm sao để kỷ luật trong đầu tư ấy. Thì các bạn tin vào cái phương pháp của các bạn thì các bạn mới kỷ luật được. Các bạn tin vào cái điểm mua đó là điểm mua đúng thì các bạn mới kỷ luật được. Còn nếu mà các bạn không có một cái cơ sở nào để các bạn đi vốn, không có cơ sở nào để mua, không có cơ sở nào để bán thì chả bao giờ các bạn kỷ luật được đâu. Các bạn có lên núi, các bạn có đi học thiền, các bạn có lên chùa tu thì nó vẫn thế. Đấy chưa? Tức là các bạn phải có một cái gì, nguyên tắc gì đó để chúng ta trở nên kỷ luật hơn. Ví dụ như bọn em không tham gia đợt này bởi vì sao? Bởi vì nguyên tắc mua là gì ạ? Là chỉ mua khi bùng nổ theo đà thôi, chỉ mua khi thị trường có sạc nhìn đáy thôi. Đấy thì cả giai đoạn vừa rồi bọn em không tham gia, mình không tham gia là mình những người rõ ràng thành công của thị trường, là mình không lộ là mình đã thành công. Rồi khi đến một cái mức mà thị trường giảm sâu nữa thì tất nhiên là mình sẽ đánh có lại. Đấy, bởi vì khi mà ở một cái mức giá hợp lý, ở một cái mức cân bằng, ở đáy suy thoái này kiểu gì đánh lại. Đấy, thì cái căn bản là các bạn phải hình thành cho mình một cái bộ phương pháp khi mình đầu tư vào thị trường. Đấy, đây là những cái nội dung mà bọn em dạy trong cái khóa 36 này. Đấy, tức là một cái bộ phương pháp quản trị. Khi mà các học viên học xong thì họ có thể ứng dụng và họ sử dụng cái phương pháp này để họ đầu tư. Đấy là có những cái mà các bạn cần phải chuẩn bị cho mình cho cái chu kỳ sống tiếp theo, cho những cái sống tiếp theo. Các bạn đừng có phó mặc cái tài sản của mình, bởi vì mình cũng biết các bạn xây dựng một cái khối tài sản có tầm vài ba tỷ, các bạn phải mất ít nhất là vài ba năm, đúng không ạ? Vài ba tỷ các bạn phải mất vài ba năm, nhưng mà đối với thị trường này chỉ cần vào 6 tháng là các bạn mất hết tiền. Đấy, nên là các bạn phải xây dựng cho mình một cái bộ phương pháp nó hoàn chỉnh, một bộ phương pháp nó có tính thực chiến, nó ứng dụng được trên thị trường. Được chưa? Tiếp theo mình sẽ nói về thị trường ở thời điểm hiện tại. Cái mà các bạn cần phải lưu ý ở thời điểm hiện tại đó chính là hiện tượng diện, hiện tượng thiếu cầu. Thiếu cầu là do các hiện tượng mà thị trường biến động với spread lớn, tức là biến động với biến động giá lớn nhưng mà lại khối lượng lại thấp. Thì đối với các cái thị trường như thế thì nó rất khó phục hồi. Đấy, các bạn cứ ngồi hy vọng là thị trường phục hồi thì nó sẽ không phục hồi. Và cái phục nếu mà như cầu yếu thì cái sự phục hồi của nó cũng sẽ rất yếu. Đó là nguyên tắc. Khi các bạn hiểu về nguyên lý cung cầu của thị trường thì các bạn mới biết được cái này. Thì đối với thị trường ở thời điểm hiện tại, dù giảm rất sâu rồi nhưng cái lực để thị trường phục hồi nó rất ít. Ngoài ra các bạn lưu ý giống như một cái nữa, đó là cái gì ạ? Đó, thị trường ở thời điểm hiện tại nó phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thông tin. Tức là khi mà có một cái thông tin nào xấu ra thì thị trường rất dễ bị bán tháo. Nhưng là cái tỷ lệ rủi ro trên của các bạn khi nắm giữ cổ phiếu là cao hơn rất nhiều so với những giai đoạn trước. Đấy. Chỉ cần một cái thông tin ra là gần như thị trường sẽ bị bán tổng bán tháo. Đấy, nó có thể giảm sàn, giảm không bán được. Đấy. Thì tốt nhất là các bạn đứng ngoài. Còn một số các bạn mà đang đầu tư thì ở một cái góc độ nào đó thì ở thời điểm hiện tại các cổ phiếu cũng đang có những cái vùng hỗ trợ. Nhưng mà mình ở đây mình chỉ nói cho các bạn để các bạn canh những cái nhịp phục hồi nếu có để thoát ra thôi. Còn nhìn chung là nó sẽ chưa lên được. Khi mà rơi vào biên độ lớn thì nó không lên được. Có một cái điều nữa là cái khả năng là thị trường rất dễ rơi tiếp rồi mới có nhịp phục hồi. Đây là một cái mà mình cũng rất là đắn đo suy nghĩ khi mà làm cái video này. Bởi vì sao? Bởi vì nó chưa có phiên thứ nhất tạo đáy. Về nguyên tắc của phục hồi ấy, nó phải có một cái phiên rút chân nến với spread lớn, biến động lớn thì lúc đó nó mới hình thành đáy. Và những cái phiên này thì nó không đạt. Đấy, thì nhìn chung là cái cửa các bạn mà giữ cổ phiếu ở thời điểm này mà nó để nó phục hồi, để cũng có thể là khi phục hồi thì nó chỉ bằng cái giá hiện tại thôi.
Đấy. Thì về bản chất là thời điểm này cũng sẽ khó đưa ra lời khuyên cho các bạn hơn. Đấy. Tất nhiên thì các bạn giữ cổ phiếu đến giai đoạn này là các bạn đã hoàn toàn bị sai rồi. Các bạn phải thay thay đổi cái phương pháp của mình, thay đổi cái góc nhìn của mình khi đầu tư. Chứ thời điểm hiện tại là để xử lý cho các bạn là mình đã rất là khó rồi. Giữa bán và không bán nó rất là khó. Còn đối với nếu như bản thân mình đầu tư thì mình sẽ bán. Đấy, nguyên tắc của mình là còn tiền là còn cơ hội. Nó không có phiên thứ nhất. Thì hôm nay cũng có một số dòng bị bán tương đối mạnh, đó chính là vòng của Vincom. Dòng Vin thì nếu như nó rơi đổ sừng thì nó những cái giai đoạn tới nó sẽ rơi khoảng tầm 3 đến 40 nghìn một cổ phiếu, tức là nó có thể rơi khoảng tầm 35 đến 40% nữa. Và nhiều trường hợp thì nó còn có thể rơi sâu hơn nữa nha. Thì dòng Vin nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến một cái dòng một cái ngân hàng, đó chính là ngân hàng Techcombank. Techcombank hiện tại cũng nhận đầu tư mua trái phiếu của dòng Vin rất là nhiều. Ngoài ra thì cả cái ngân hàng mà ở giai đoạn hiện tại mà có tài sản thế chấp là cổ phiếu cũng sẽ gặp rất nhiều rủi ro, bởi vì tài sản nó bốc hơi quá nhanh. Đấy chưa? Dòng Vin thì có VRE cũng đang là một cổ phiếu rơi rất mạnh. VRE thì nó có một cái đặc điểm là hiện tại nó gần như nó không làm ăn rồi. Và cái hoạt động của trung tâm thương mại nó sẽ còn rất lâu nữa nó mới quay trở lại. Thì đối với cả cửa hàng giống như của Thế giới di động đợt tới nó cũng sẽ bị như thế, bởi vì cái cửa hàng mà nó tụ tập đông người, các cái cửa hàng mà nó có quy mô lớn thì nó rất dễ bị đóng cửa ở giai đoạn tới. Thứ nhất là người dân họ không dám đến các cái chỗ đó nữa. Thứ hai nữa là rất dễ các nếu như dịch bệnh mà phát triển lên thì nó rất là dễ vì các cái chính quyền họ đóng cửa các cái cửa hàng tập trung đông người. Thì đó cũng là một cái mà mọi người cần phải lưu ý. Đối với mảng bán lẻ ở thời điểm hiện tại là cực kỳ rủi ro nhá. Vinhome bất động sản ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ gặp khó khăn. Nhìn chung dòng Vin đang rơi về biên độ khá lớn và cái khả năng phục hồi của nó rất là khó. Cho dù những cái ngưỡng này là ngưỡng hỗ trợ của cổ phiếu tại trước và hỗ trợ sau, nhưng mà đối với một cái thị trường, một cái giai đoạn chu kỳ cổ phiếu đang xuống với biên độ lớn thì cái ngưỡng hỗ trợ rất dễ bị phá, rất dễ bị phá. Ví dụ như đây là hỗ trợ của vùng này, tức là nó rụt được chân được 1-2 phiên rồi nó lại rơi tiếp, hoặc là đây là cái vùng hỗ trợ của giai đoạn này, gần như là nó không thể phục hồi nổi ở cái thị trường ở thời điểm hiện tại. Thì cái dòng này cũng là một cái dòng mà nó có thể kéo chỉ số đi xuống tiếp theo. Còn đối với dòng ngân hàng thì sao? Dòng ngân hàng thì gần như cả cổ phiếu đang rơi với biên độ khá lớn. Nhìn chung thì những cái cổ phiếu này nếu như ở một cái góc độ về kỹ thuật thì nó phải rơi về cả cái vùng hỗ trợ lớn. Ví dụ như là những cái vùng 55 đến 50 này thì khả năng nó sẽ có phục hồi. Đấy. Còn những cái vùng trên cao này thì nó khó. Một số trường hợp thì nó có thể quay lại lắp gạp. Nhưng mà nếu như lắp gạp vào vùng này thì nó chưa chưa hẳn sẽ tạo đáy. Ở ngoài ra các bạn lưu ý là các cái phiên phục hồi với khối lượng thấp như thế này thì nó không đủ để cổ phiếu đi lên ở giai đoạn tiếp theo nha. Phục hồi rất yếu. Thì nhìn chung ở cả cái cổ phiếu ở thời điểm hiện tại thì đang ở downtrend dài hạn nữa này, kể cả cổ phiếu ngân hàng. BIDV thì nhưng ở vùng này đang là vùng hỗ trợ của nó. Nhưng mà cái việc phục hồi được hay không là tùy thuộc vào vào thị trường chung. Vùng hỗ trợ. Đấy, trước là hỗ trợ sau.
nhìn chung là em thấy khó, với khối lượng như thế này thì không thể phục hồi nổi. MBB thì đợt này nó không, nếu như cái tính đối xứng thì nó sẽ về khoảng tầm 8 đến 10 nghìn. Rất là nhiều các bạn hỏi là tại sao mình lại dự đoán một cái mức nó giá nó rất là sai như thế, tức là nó có thể ví dụ như 14 nghìn mà nó rơi khoảng 15 nghìn, mà nó rơi khoảng 8 nghìn là nó rơi khoảng gần 50% này. Thì ở đây mình đang nói về nhà với các bạn với cái trend chu kỳ lớn, tức là sao, tức là thị trường của chúng ta đang ở một cái downtrend lớn, mà downtrend lớn thì nó sẽ có từ 3 đến 2 đến 3 đến 5 nhịp rũ, tức là nó kéo lên rũ xuống, kéo lên rũ xuống. Thì mình không nhắc đến với các bạn ở đây là cả đợt phục hồi nữa, mà nếu mà các bạn càng nắm giữ các bạn sẽ càng lộ. Và đối với các gói downtrend lớn như thế này thì cổ phiếu nó phải tích lũy đáy tầm 3 đến 6 tháng thì nó mới lên lại. Nên là các bạn có đầu tư dài hạn kiểu gì các bạn phải bán ra. Đấy. Thì đó là một trong những cái mà các bạn cần phải lưu ý là các bạn đang gồng để làm cái gì. Đúng không ạ? Các bạn đang 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 giữ cổ phiếu đầu tư dài hạn để làm cái gì? Thứ nhất là các bạn phải hiểu được rằng là cái vấn đề về vĩ mô ở thời điểm hiện tại rất xấu. Thứ nhất là Việt Nam xấu, thế giới cũng xấu. Thế giới thì gần như Long Mỹ là rơi vào suy thoái, châu Âu là rơi vào suy thoái, Trung Quốc rơi vào suy thoái, gần như các cái nền kinh tế lớn đều rơi vào suy thoái. Còn ở Việt Nam thì để mà nói về suy thoái thì nó hơi sớm, bởi vì cả cái tốc tốc độ tăng trưởng thị trường của chúng ta cũng rất là tốt, nhưng ảnh hưởng sẽ rất nặng nề, bởi vì chúng ta là một trong những người được xuất khẩu lớn. Đấy. Kinh tế là kinh tế mở, tức là kinh tế của chúng ta tương tác rất nhiều với thế giới. Có một cái nữa là cái dòng vốn ngoài hiện tại đang rút ra rất là nhiều. Chúng ta thấy là thị trường của chúng ta ở thời điểm hiện tại là cả khối ngoài đang bán gần như bán ngay đêm. Đấy, thì cái khả năng mà nó tạo đáy ngay, tạo sóng ấy nó không có. Nếu như không có tạo động sóng ngay thì nó sẽ rơi. Đấy. Tất nhiên thì mình cũng không quá bi quan nữa. Mình chỉ ở đây là mình đang đợi cả cái tín hiệu của thị trường, tức là khi nào thị trường có những cái tín hiệu tốt, những tín hiệu tích cực thì mình sẽ tham gia thôi. Đấy, tức là mình không bỏ sót cái giai đoạn này, bởi vì mình cũng đang chuẩn bị một lượng tiền rất lớn để đánh vào cái sóng tiếp theo. Thì nhìn chung là mình sẽ theo rất kỹ cái sóng này, mình không hề bi quan, nhưng mà ở một cái góc độ nào đó là mình cả cổ phiếu phải vận động đủ với chu kỳ của nó thì lúc đó mình phải tham gia. Đấy, còn đối với các bạn bắt đáy ở thời điểm hiện tại nhé, chắc chắn các bạn sẽ lỗ. Bởi vì sao? Khi mà thị trường rơi về biên độ lớn, nếu như có thì nó chỉ phục hồi thôi, không thể lên được. Nên là các bạn không hiểu về chứng khoán, không hiểu về chu kỳ, không hiểu về cổ phiếu, các bạn nghe người này người kia nói rằng đợt này cổ phiếu giảm, mua đầu tư giá trị là các bạn kiểu gì các bạn cũng toi. Ít nhất là các bạn, nhiều trường hợp các bạn không chọn tốt cổ phiếu là các bạn sẽ lỗ khoảng tầm một nửa tài khoản. Mà khi mà các bạn lỗ một nửa tài khoản là bạn phải lãi 100% thì nó mới lên, các bạn mới hòa vốn. Đấy, thì gần như là nếu như có sóng người giai đoạn tiếp theo thì các bạn đối diện, các bạn chỉ hòa vốn thôi, không thể lãi được. Đấy, nên là cái điều quan trọng nhất là các bạn phải vào đúng cái thời điểm, vào đúng cái chu kỳ của nó. Những cổ phiếu như P&G nó có thể ở về tới 30.000 một cổ phiếu, hoặc là trường hợp xấu nó có thể ở về 15.000 là bình thường. Ở thời điểm hiện tại thì nó có hai cái ý kiến cho rằng về thị trường của chúng ta sẽ suy thoái năm giống năm 2008, hay là nó giống như cái chu kỳ năm 1930. Đấy, thì nó cũng có hai luồng ý kiến. Thực ra là cũng chưa có cả cái số liệu cụ thể là nó sẽ rơi vào trường hợp nào, nhưng mà nếu như nó rơi vào chu kỳ là năm 1930 thì chỉ số Dow Jones có thể giảm tới 80, 75 đến 80%. Đây là khủng khiếp đúng không ạ? Thì nó thuộc về cả cái đà suy thoái. Còn nếu như nó rơi vào khoảng những cái chu kỳ giống như 2008 thì nó sẽ ít hơn. Đấy.
tức là nó sẽ giảm ít hơn, nó giảm khoảng tầm 35 đến khoảng tầm 50% là nó lại bắt đầu ở chu kỳ lên. Thì nó cái bài toán nó phụ thuộc vào cái khả năng can thiệp của chính phủ Mỹ hoặc là Fed ở giai đoạn tới nó có can thiệp vào thị trường hay không, hay là nó quá lớn để can thiệp. Đấy, thì cái này chúng ta chỉ cần đợi thôi. Nếu mà nó can thiệp được, nó hỗ trợ được thì chúng ta cứ như đa số tạo đáy là chúng ta, thị trường của chúng ta cũng sẽ tạo đáy. Các cái mảng bán lẻ ở thời điểm hiện tại thì gần như là nó đang gặp vấn đề. Hôm trước thì mình cũng có dự đoán là những cổ phiếu như thế giới đồng nó có thể về 30.000. Đấy, tức là nó rơi khoảng tầm một nửa. Thì cái này nó chỉ mang tính dự đoán ra vui thôi. Và nó cũng trường hợp xảy ra nó là đối xứng đó. Nhưng mà ở góc độ hiện tại ít nhất nó sẽ rơi sâu hơn 50.000. Đó là điều chắc chắn này. Biên độ như thế này thì nó không thể lên được. Mà không thể lên được là rơi. Ở ngoài ra trong các kỹ thuật của Việt ấy thì các bạn có thể sử dụng một cái diện. Các bạn có thể sử dụng cái điểm P và điểm C để các bạn dự đoán cổ phiếu vào đây. Thì ở thời điểm hiện tại thì nó chưa có điểm SC. Điểm SC là một cái điểm gọi là điểm selling climax, điểm quả bán. Đấy. Quả bán nó không phải là giống như mấy ông sử dụng RSI đâu. Quả bán của Việt ơi nó khác nhá. Thì những cái cổ phiếu này các bạn càng dự càng lỗ. Thực ra thì ở cái video này thì mình muốn chia sẻ các bạn là phải xây dựng cho mình một cái hệ thống đầu tư, xây dựng cho mình một cái phương pháp đầu tư. Thay vì các bạn là cứ đi nghe chuyên gia này chuyên gia kia, các bạn đi nghe môi giới này tư vấn thế này thế kia, thì các bạn phải hiểu và đầu tư cho chính mình. Đây là cái quan trọng hơn, bởi vì các bạn cũng nhìn thấy là môi giới ở thời điểm hiện tại thì họ cũng hô hào bắt đáy và họ cũng có kiến thức ít hơn chúng ta thôi. Đấy, thì cái căn bản là chúng ta phải học để bảo vệ cái vốn của mình nha. Hôm nay thì cũng có một số các bạn có hỏi mình có nên mua Vinamilk hay không. Vinamilk thì ở thời điểm hiện tại nó đang là một cái downtrend lớn. Ngoài cả cái yếu tố tăng trưởng của nó đang là tăng trưởng âm, thì nó đang gặp rất là nhiều rủi ro trong cái đại dịch này. Trước đây mình cũng nói với các bạn rồi, đối với một cái doanh nghiệp tăng trưởng âm thì cổ phiếu nó không lên được. Bởi vì rất nhiều các cổ phiếu tăng trưởng dương tại sao lại đầu tư vào một cổ phiếu tăng trưởng âm. Đấy. Nên là nhiều cổ phiếu này nó có thể rơi dưới 50.000 là hết sức bình thường. Đấy không ạ? Dòng hàng không thì các bạn cũng không nên đầu tư nữa. Dòng chứng khoán thì nhìn chung thì nó đang tìm đáy. Đối với những cổ phiếu như SSI nó đang đối xứng. Các bạn biết về cả con mẫu hình đối xứng đúng không ạ? Thì khi mà nó thủng cả cái vùng này thì nó sẽ tìm về cả cái vùng khoảng tầm 10. Mà nếu như đợt này thì em nghĩ nó sẽ rơi về khoảng tầm 6-8.000. 6-8.000 một cổ phiếu này rất bình thường. Tức là nó sẽ rơi khoảng tầm 30-50% nữa. Đấy. Các bạn nhìn thấy nó rất là khủng khiếp. Nó lên ở đâu? Lên ở đây. Ở đây là năm 2014. Nó lên từ giá 10.000 mà nó lên khoảng tầm 40.400%. Rồi sau đó nó lại rơi về đúng với giá 10.000 nào. Cho dù các bạn nhìn thì cái kết quả kinh doanh nó vẫn là khá ổn. Nó không được tốt như ngày xưa nhưng mà nó vẫn ổn. Trong chứng khoán thì nó có một cái là nó cũng có vay nợ nhưng mà cả cái tài sản của nó chủ yếu là tiền. Đúng không? Tiền cho vay margin, tiền này tiền kia tài sản. Còn cái nữa là mấy tháng này nó rất là dễ gặp rủi ro, cái là nó đợt này nó còn tự doanh. Thì cả cái quỹ mà tự doanh của nó rất dễ bị lộ. Đấy, thì khi mà ở vào cả cái đáy suy thoái thì nó sẽ báo lộ. Ở cái năm 2012 đó thì trước cái giai đoạn đó thì nó báo lộ nhưng mà sau đó nó chuyển thành lại. Ngay đó thì nó có một cái cổ phiếu mà không biết nếu như mọi người nhớ thì còn đó là cổ phiếu Kim Long. Kim Long ở thời điểm đó nó cũng giảm, sau đó nó phải phá sản giải thể, sau đó nó bán lại khách hàng cho VND. Đấy, thì nó cũng chủ yếu là đầu tư vào tự doanh. Đấy, ông nào cứ tham vào tự doanh rất là dễ rủi ro ở giai đoạn này.
shipper thì nó đối xử. Đối với cổ phiếu này thì mình cũng nghĩ nó sẽ rơi về khoảng tầm 10, mà thường nó sẽ rơi khoảng tầm 6.000 một cổ phiếu. Tất nhiên là mình chỉ dự đoán cho vui thôi, đến lúc đó rồi chúng ta tính. Bởi vì khi mà nó đã về đến đó thì nó phải tích lũy lại, nó tích lũy lại thì nó phải kéo dài từ 3 đến 6 tháng, đến lúc đó mình mới đánh. Đấy, chứ nó rơi thì mình không không bắt. Nguyên tắc của mình là như thế, mình không phải là dự về 6.000 để mình mua ở mức giá 6.000, mà mình thấy nó tích lũy ở vùng đáy hay không, rồi nó, cả cái điểm của nó có phải là mô hình tạo đáy hay không, rồi chọn được cái điểm mua, rồi spring của nó có khối lượng của nó có cao hay không, dòng tiền nó có tròn vào dòng cổ phiếu này hay không, thì lúc đó mình mới mua. Các bạn hiểu không ạ? Còn các bạn lưu ý một cái nữa là đối với trường hợp mà khối lượng cao như thế này chắc chắn nó sẽ chưa tạo đáy. Đấy. Đấy thì buổi tối hôm nay thì mình cũng làm một cái video ngắn hướng dẫn cho các bạn như thế. Cái điều mà mình muốn truyền tải cho các bạn buổi hôm nay đó chính là xây dựng cho mình một cái phương pháp đầu tư gồm có đáy, mua, bán. Trong bán thì có bán cắt lỗ, bán chốt lời, quản trị danh mục và xác nhận định. Đấy, thì đó là một sẽ là một cái bộ phương pháp hoàn chỉnh cho các bạn khi đầu tư trên thị trường. Ngoài ra các bạn có thể xây dựng cho mình một cái bộ phương pháp về phân tích cơ bản, cả các tiêu chí, có tiêu chí về phân tích cơ bản. Ngoài ra cái vấn đề, ngoài cả cái vấn đề chia sẻ của mình thì ở thời điểm hiện tại thị trường của chúng ta nó chưa nên tham gia. Các bạn mà sử dụng vốn vay thì các bạn phải rút ra. Đấy, rút cái phần vốn vay ra đi. Còn đối với cả các trường hợp mà các bạn giữ cổ phiếu thì nếu như là mình, bởi vì ở thời điểm hiện tại thì mình cũng không đưa ra khá lời khuyên cho các bạn, bởi vì các bạn lỗ rất là nặng rồi, thì mình cũng khuyên các bạn nên rút ra, bởi vì còn tiền còn cơ hội, và lúc đó chúng ta sẽ vào một cái chu kỳ đại, chúng ta sẽ làm lại. Thay vì các bạn đang bán cái sức khỏe của mình, các bạn đang suy nhược, các bạn đang suy sụp tinh thần của mình thì các bạn không làm được cái gì cả. Các bạn vừa mất tiền và các bạn vừa mất sức khỏe. Đấy. Nên là các bạn cũng có thể khi bước chân vào cái lĩnh vực chứng khoán thì các bạn cũng mường tượng ra là một cái lĩnh vực mà suốt ngày ăn chơi rồi là đi du lịch này kia, rồi chỉ cần cầm một cái máy tính là các bạn có thể kiếm được tiền. Thì giờ thì chắc là các bạn sẽ hiểu ra vấn đề rồi, đúng không? Nó không dễ như thế, không phải giống như những nhà đầu tư cả cái bạn môi giới vẽ cho các bạn, mà nó cực kỳ khó và cực kỳ rủi ro. Đấy, đó là lời khuyên chân thành mà mình dành cho các bạn. Ok, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình. Các bạn xem nhớ subscribe kênh để theo dõi các video tiếp theo. Thank you các bạn.